Chào mừng đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạt. Hôm nay cửa hàng mình vừa về lại dòng keo anh em, chai xịt chống thấm trong suốt nha. Cái dòng này dòng không màu đó, nó xịt ra một cái dung dịch trong suốt và nó sẽ chống thấm anh em. Nó là một cái lớp keo thì nó được nén ở trong một cái lo chai như thế này đây. Cái dòng này thì nó là 450ml đó, trọng lượng nặng nó khoảng 350g nha mấy anh em ơi. Mấy cái dòng dung dịch nằm trong cái chai này nó không có đồng nghĩa là cái chuyện mà 450ml thì nó sẽ là 450g nha, nó không có nha, nó sẽ không có tới. Thì cái chai này là 350g đó. Thì ứng dụng của cái này là xịt dùng để chống thấm nha, chứ chống giọt là nó không có chống thấm chứ không có được nha. Bởi vì khi mà anh em xịt ra nó là một cái dung dịch lỏng đó, dung dịch lỏng thì nó mà giọt là nó nứt nhiều quá, anh em xịt nhiều là chảy xuống nhiều à. Như vậy thì dụ như anh em chống thấm nè, những cái gì mà nó vết nứt chân chim hay là nó tường thì nó anh em không phụ chống thấm thì sao nó thấm vô á thì người ta xịt vô được, chứ nó mà đã nứt rồi là nó không có xịt được nha, anh em lưu ý giùm. Hàng này mới về ha, tháng 8 2023 nè, tháng 8 2023 đó, và giá vẫn giá cũ anh em, chỉ có 110.000 thôi. Anh em xịt ra là một cái màu trong suốt luôn nha. Đây mình sẽ thử cho anh em coi, mình sẽ lấy một chai làm mẫu nha. Thì mình sẽ có một cái video giới thiệu kỹ hơn về cái dòng này đó, thêm lần nữa cho anh em coi. Đó, nó nằm như thế này đây. Cái vỏ nó thì màu đen, nhưng cái dung dịch bên trong á là nó là trong suốt. Đây anh em nè, tắt đều nha. Khi anh em xài á thì nó có hướng dẫn rất rõ nha, chỉ nghiêng cái bình một góc 45 độ thôi, không để nằm ngang được, để nằm đứng vậy hoặc là nghiêng 45 độ nè anh em xịt thì nó hiệu quả nha. Đó rồi, nhìn anh em thấy nè, đây một cái lớp này nè ha, một lớp nè anh em, chút xíu là nó sẽ khô lại là nó sẽ thành một lớp keo nè, thấy không? Đây nè, này nè, đó thấy không, keo nè đó, nó sẽ bay đi cái lớp mà dung môi anh em, thì nó sẽ ra một lớp keo đó nè, thấy không? Đó, keo nè, đó anh em chưa, keo này khi mà nó khô là nó cứ ngắt hả mấy em đó. Khi anh em xịt xong á thì nó cái này lớp keo này, thấy chưa? Đó, mình mới thấm chút xíu thôi nó ra lớp keo nè đó mấy em. Đó, ok ha. Đó, càng nhiều nữa nè, đây nè, đó nó lơm càng nhiều nè. Ok, đó này là lớp keo ha. Đó, khi mà mình xịt ra nó là cái dung dịch lỏng này nè, nó làm nhiệm vụ là nó sẽ thấm vào cái nè, nó keo lên rất là nên ha. Nè, phun là lớp keo lên nè. Đó, đó nè. Ok nè, em thấy nè. Nha. Đó. Thì khi phun có một dạng dung dịch dạng lỏng thì nó sẽ thẩm thấu vô những cái vết nứt, những vết vết rạn á ha. Đó, nhỏ đó, rồi nó đông đặc là nó khô lại và nó làm cứng, nó sẽ chống thấm cho chúng ta nha. Thì cái chai này ứng dụng nó là như vậy. Hàng mình cũng vừa về thôi nha. Vừa về ngày hôm qua luôn á. Hôm qua mình không có ghé cửa hàng, hôm nay thì có vi lên sóng cho anh em sáng sớm luôn nè. Đó, thì anh em đang có nhu cầu thì liên hệ mua nha. Thì chai này vừa về 110.000 một chai. Thì hàng đã có sẵn ở trên kệ nè mấy anh. Đây ha, 110.000 chai. Đó, đây. 110.000 chai. Rồi, trong suốt nha, 450ml. Đó. Cái mã là 190, đó là cái mã clear đó anh em. À, anh thấy cái mã 190 là mã clear, là mã trong suốt nha, đây nè. 190. À. Rồi ok nha, này của thương hiệu là Techcoro. Đó là anh em, Techcoro ha. Đó, sản xuất tại các nhà máy là Zhongshan rồi Care Industry nè. Đó, anh em ha. Đó. Rồi ok nha, dòng này xài rất là hiệu quả luôn. Hiệu quả đối với những anh em lưu ý dùng khi xài á, thì mình vệ sinh sạch. Khi xài là vệ sinh sạch nha. Rồi trong môi trường khô, chứ để mà cái nền chúng ta đang ướt nhẹp á, rồi chúng ta vệ sinh xịt vô nó không hiệu quả đâu. Ok, ví dụ như làm gì nó phải sạch sẽ, khô ráo, rồi chúng ta phủ lớp mà vô khoảng cỡ 4 tiếng hồ nha, 4 tiếng trong điều kiện trời, 3-4 tiếng trong điều kiện trời nắng á, rồi nó đông đặc lại, nó khô cứng ngắc lại luôn nha. Rồi khi mà nó mà có rút vô bên trong á, anh em muốn phủ thêm lớp thì anh em phủ thêm lớp nữa, như anh em sơn một lớp xong khoảng 1-2 tiếng gì đó, nó rút vô bên trong anh phủ thêm lớp nữa cho nó bít luôn cả những cái vết nứt đó. Ok nha. Rồi 110.000 chai nha. Đó, ngoài ra thì đây keo chống thấm nè em, những keo chống giọt nè, đây nè, những cái keo này keo chống giọt mái tôn nè, rất là dày. Keo này mình tuyển lựa những cái hàng xịn nha,
hàng loại lớp keo nó dày, khoảng ly 1 ly 2 á, khoảng ly 1 ly 2. Dù cái chiều cao là một tấc nè, thì giá là 110.000. Một tấc rưỡi á, một tấc rưỡi bên trong á, chiều dài 5 m nha, giá là 150, và hai tấc nha nè là 190. Tất cả dòng này đều là cái khổ chiều dài nó là 5 m hết nha. Ví dụ như đây nè, chiều dài là 5 m, một tấc là dài 5 m, giá 110. Rồi một tấc rưỡi nè. Đó, tấc rưỡi. Chiều dài 5 m luôn, giá 150, hoặc là hai tấc. Đây hai tấc đây. Hai tấc đây thì nó là 190 và chiều dài cũng là 5 m luôn. Ok nha. Đó, mấy cái này hôm trước mình về rồi. Còn hôm nay mới vừa về lại cái dòng chai xịt chống thấm. Trong suốt nha. Đó anh em, nó dính rất là kỹ luôn nè. Giờ cũng dính thấy chưa? Đó. Đó anh em ha. À, cực kỳ dính luôn. Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì chạy qua nha. Đó, chạy qua. Đây, ngoài ra nè. Mấy có pin dòng phổ thông nè mấy anh. Pin dòng phổ thông nè, pin 2A 250, 4A 308, 6A 757. Pin này xài được chân Makita nha, xài được cho máy Makita luôn, đã thử rồi. À. Đó. Chân pin phổ thông Makita xài được cho máy Makita luôn. Pin 2A 250, 4A là 308. Cục 6A nè. Đó, 6A 507 nè. Đây mà 6A 507. Có cục sạc luôn, cục sạc có 110 thôi. Nha, cục sạc 110.000. Anh em mua pin này phải mua sạc nha. Này nó không có xài được sạc Makita. Nhưng mà nó xài được máy Makita. Nha, nó xài được máy Makita. Mua thêm cục sạc thì 110.000 cục. Đó, sẵn đây giới thiệu luôn. Ok ha. Đó. Rồi thôi, anh em nhu cầu mua dòng nào thì liên hệ nha. Đây là mấy cái dòng dung dịch. Rồi cảm ơn anh em, xin chào, hẹn gặp lại.